Đứng. Ông bị thương rồi. Ông không chạy được đâu. Mày phải giết ông. Đừng mà. Anh à. Có giỏi thì chính tay mày giết tao đi. Ông im đi. Không cái gì mà anh cũng dám làm. Chạy đi Ali. Anh à. Anh bị điên hả? Mày phải giết ông đó. Anh làm cái gì vậy hả? Anh không làm được. Anh phải để em giết ông. Đừng. Con được sống đi. Anh à. Nếu ông sống thì anh phải chết đó. Anh biết. Nhưng mà mày làm mà. Mày làm. Ali. Mày cũng là lỗi gián giống thằng Minh đúng không? Thằng Minh nó muốn giết tao. Còn mày, mày bắn liền. Tụi bay là một lũ phản bội. Không ngờ tao cũng có ngày hôm nay. Bắn đi. Tại sao không bắn? Anh Lý. Mày Lâm. Ali. Đi thôi. Lên xe. Đi. Nhanh lên. Chạy đi. Xin chào, tôi là Minh Anh, phóng viên của đài truyền hình tin khắp nơi. Tôi đang đứng tại hiện trường xảy ra vụ án được cho là thanh toán giữa các băng nhóm tội phạm. Theo thông tin của các cư dân ở gần đây cho biết thì vụ án mạng xảy ra vào khoảng 8 đến 9 giờ tối với nhiều tiếng súng nổ. Hiện tại, chúng tôi đã tiếp cận được tổ điều tra hiện trường vụ án. Thưa anh có thể cho biết kết luận và tình hình điều tra vụ án hôm nay không ạ? Trước mắt, chúng tôi đã điều tra được nạn nhân chính là A Lý, một trong những tên trùm cộm cán của thế giới ngầm. Tên này có rất nhiều tiền án tiền sự liên quan tới vấn đề vận chuyển ma túy. Rất có thể đây là vụ thanh trừng giữa các băng đảng để tranh giành địa bàn. Có thể nó liên quan tới một nhân vật có tên là Cường Sói. Tắt TV đi. Toàn là tin nhảm nhí. Vậy mà cũng ngồi đó coi. Tôi không bao giờ tin vào những cái tin đó đâu. Khoan đã. Thì đi coi hết đi. Xin cảm ơn anh. Không có gì. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi bản tin. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật về bản tin của vụ án này ạ. Toàn là tin tào lao không à. Thì mày coi hết đi đã. Bỏ xuống đi. Hãy kiểm tra kỹ hiện trường. Không được bỏ sót chi tiết nào. Rõ. Dạ rõ. Người quen lên tivi kìa. Cái thằng đó bây giờ đã lên chức trưởng phòng rồi hả? Tao chắc chắn cái vụ thằng Cao Tùng có liên quan tới nó đó. Do thằng Tùng nó nhát. Tôi đã nói nó rồi, là xử thằng này đi, đi leo lên cái chức cao nhất mà ngồi. Nhưng nó có chịu nghe lời đâu. Sao nó ngu vậy? Nó sợ nếu thằng Mạnh chết đi, tổ chức sẽ đưa thằng khác lên làm sếp. Rồi nó sợ cô biến. Nó sợ công việc của nó không được trôi chảy. Cho nên nó nhát, nó không làm thôi. Nó nói cũng có lý. Lý lẽ gì? Chết nhát thì có. Mày nghĩ sao về cái chết của thằng Lý? Không có đơn giản vậy đâu. Tao chắc chắn không có liên quan tới thằng Cường Sói. Phải. Cứ để cho đám công an đi vòng vòng đi. Mày nghĩ đứa nào dám giết thằng Lý? Không lẽ lại là thằng nội gián? Nghe người dân nói của cậu đã rất lớn tiếng,
rất ồn ào. Tao chắc chắn không chỉ có hai người đâu. Không lẽ nhiều nỗi gián như vậy mà tôi không biết sao? Có thể người bị giết tiếp theo là tao, chứ mày đó. Chó chết, chó chết. Anh à, bình tĩnh lại đi, đừng căng thẳng quá, coi chừng lên tăng sông đó. Tăng sông thì kệ nó đi. Hôm nay thằng Ali chết, ngày mai thì vợ chồng mình chết đó. Anh đừng bi quan như vậy mà, làm gì có chuyện đó. Làm sao mà không có chuyện đó được chứ? Nếu mình ra tay trước thì nó không có thời gian hạ sát mình đâu. Em vẫn nghĩ là thằng nội gián đó ra tay sao? Đúng vậy. Bởi vì bây giờ danh tiếng của Trương Hùng vang danh bốn bể, thằng Cường Sói thì đang trốn chui trốn nhủi, không dám ra mặt mấy năm nay. Em nghĩ nó không dám lộ diện để ra tay hạ sát người thân tín của Trương Hùng đâu. Đúng, Cường Sói đó cho dù có ngu đến cỡ nào cũng không dám làm vậy đâu. Nhưng mà chuyện em đang lo nhất không phải là chuyện tìm ra kẻ giết A Lý. Em lo thằng A Hải sao? Phải. Nó theo anh từ nhỏ. Em biết bây giờ không có cách nào bắt nó ở yên ở bên đó đâu. Anh nghĩ nó sẽ qua đây sao? Anh em nó bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, sống chung với người bà con. Năm 16 tuổi nó dẫn em nó ra đường vì không chịu nổi cái cảnh họ hàng hà khắc em nó. Bây giờ em nó chết thảm như vậy, có cách nào, có cách nào mà ngăn nó không trả thù chứ? Bây giờ thông tin báo chí ầm ầm, muốn bịt tai che mắt A Hải cũng không phải dễ. Làm sao mà che mắt nó được? Em của nó chết thảm như vậy mà. A Hải, em bắt máy đi. Nó là anh đang điều tra vụ thằng A Lý. Dạ. Alo, tôi nghe. Lứa nào giết em tao? Nói mau. Cậu bình tĩnh lại đi. Tao nói cho nó về bên đây, mà ông Hùng nhất lệnh lấy nó bên đó làm tay chân. Bây giờ tay chân lứt về nó, ông Hùng ăn nói làm sao với tao đây? Hả? Bình tĩnh lại đi, từ từ nói mà. À Lý nó đã chết rồi, còn nói cái con mẹ gì nữa. Ông Hùng Lâu, lừa máy tao nói chuyện với ông coi. Khi biết tin anh Hùng đã ra ngoài điều tra, khi có kết quả sẽ báo lại cậu ngay. Báo cái con mẹ gì nữa. Giết, giết chết thằng nó để trả thù cho thằng em của tao. Giết, giết cả dòng họ nó luôn. Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi mà. Phải, bà bình tĩnh lắm. Bởi vì cái thằng bị giết lâu phải là thằng em của bà. Tao đây là, tao chỉ có một lứa em thôi. Bây giờ nó chết rồi, còn kêu tao bình tĩnh hả? Bà nói cái con mẹ gì vậy? Hả? Bà có anh em bà con ruột thịt gì không? Cậu Hải, đủ rồi nha. Tôi biết cậu đau lòng vì em cậu chết, nhưng mà tôi nhắc cho cậu nhớ, cậu đang nói chuyện với ai. Nếu tôi không rộng lượng bỏ qua thì cậu phải mất thời gian để xin lỗi về phạm thượng đó. Được, tao sẽ lích thân qua bên đó để coi cái thằng nào cả gan làm chuyện này. Alo. Sao rồi? Nó nói sẽ qua bên này. Tốt hoài. Rồi cuối cùng là xong chưa? Ê, nhìn ngon quá mày. Cuối cùng là xong chưa? Tôi vô được chưa? Tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với ông. Hay là bị thiểu năng, tôi nói cái gì cũng không có hiểu. Ê, ăn nói cho cẩn thận, tôi tát mày gãy răng bây giờ mày. Dám tát không? Nè nè, tát đi, tát đi. Tát xong rồi hả? Ông kia ông ra ông tát cho ông một cái như cái mền luôn á. Ê, mày đừng lấy thằng kia ra hù dọa tụi tao nha. Ừ. Thằng kia là cái quái gì? Không là cái quái gì hết trơn á, nhưng mà cái quái đó có thể giết chết hai ông trong vòng một cái búng tay. Ê mày, không nói nhiều với nhỏ này nữa, đuổi nó ra đi. Đi, đi, đi. Không. Ra kia mà chờ kìa. Giờ đi, ra dạ lên. Đi, ra. Anh Kiệt. Nè. Em đi đâu vậy? Em mua trái cây đến thăm anh.
Thắm gì nữa? Chia tay rồi mà, còn gì để nói nữa đâu. Anh Kiệt, anh cho em một cơ hội nữa được không anh? Anh, em về em suy nghĩ kỹ rồi. Bây giờ anh muốn sửa đổi thế nào em cũng sửa đổi. Anh muốn em làm cái gì em cũng làm hết. Anh muốn em quỳ xuống lê lết xin anh em cũng làm nữa. Anh nói đi anh Kiệt, anh cho em cơ hội đi anh Kiệt ơi. Thôi, đừng có đóng phim nữa, tôi không quen cô này. Nè nè, tính ra đi dậy đi. Phiền quá. Về lẹ đi. Nè, ra đi còn đóng cửa. Đi lẹ đi. Anh Kiệt ơi, anh Kiệt ơi, anh bỏ em rồi, bây giờ em biết làm sao đây anh Kiệt ơi. Bà cho gọi tôi. Đúng, tôi cần đi công việc, chuẩn bị xe cho tôi. Dạ. Tài xế của ông bị bệnh nên hôm nay cậu chở ông đi. Tôi hiểu rồi. Nè, cậu đi đâu vậy? Thì tôi đi chuẩn bị xe cho ông. À không, tôi hỏi là hôm qua cậu đã đi đâu? Thì tôi đi nhậu với thằng Minh Dế. Mà có chuyện gì vậy? Tại sao bà lại hỏi như vậy? A Lý chết rồi. Bà giỡn hoài. Có nhầm lẫn không đó, cách đây 2 ngày tôi với thằng Minh Dế còn nhậu với A Lý kia mà. Không tin sao? Đọc đi. Ngày nay báo đạo cũng đăng rồi. Đúng rồi, bu vô như cần cần ăn xác chết vậy đó. Đúng rồi, bởi vì đây là nguồn tin độc, ai mà chẳng muốn theo dệt. Mày sao rồi? Tới giờ tôi vẫn chưa ăn được. Nhìn cái mặt của mày là không ngủ luôn đúng không? Cũng may là lúc đó có May Lâm, nếu không thôi tao với mày không biết phải làm sao nữa. Tao cũng giống như mày. Thật sự lúc đó tao cũng thấy sợ. Ra gặp thằng Nhí đi. Hả? Ra gặp thằng Nhí. Chào đại ca. Nè, chào anh. Có đúng công thức không vậy? Mấy cái này làm ơn kỹ kỹ giùm tôi một cái. Dạ, rồi, mày làm đi, lát tôi hướng dẫn thêm. Anh. Anh Kiệt. Gì vậy má? Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Từ bữa hôm chỗ cá sấu tới giờ chưa có dịp cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều nha. Ơn nghĩa con mẹ gì, anh em không à. Hôm bữa không có nhờ anh á, làm chuyện hồ khẩu vô bụng cá sấu ngồi rồi. Gì? Nó nhào xuống nó cứu mày hả? Cứu cái gì? Hôm đó cũng may nhờ bà Hồng biết nghĩ trước nghĩ sau, cho nên nó được tha đó. Anh cái khiêm tốn không à. Bữa đó không nhờ anh nói thêm lời á, thì dễ dầu gì bà Hồng dám cãi lời ông Tài với ông Hùng. Ông Lâm ông cưng mạng về mà ông để cho mày chết hả? Thôi thôi, nói chuyện khác đi. Nè nè, thôi dẹp đi, vô trong kia, lát hồi tôi chỉ thêm cho. Đi đi. Dạ dạ dạ. Anh, anh đọc chưa? Chắc anh biết vụ này hả?
Mày còn chuyện gì hay ho khác hơn không? Thằng Dế nó đang sốc đó. Không, còn chuyện này hay hơn nè. Ông sắp phải đối mặt với nó. Nói thì dễ lắm. À, không, mà thấy ông hình như ông có dính dáng gì tới cái chết của Lý hay sao mà mặt dằn vặt dữ như ba. Ủa sao căng quá vậy? Nó đang cười, mặt này mặt đang cười. Giỡn kỳ vậy mày? Em bậy bạ quá, cũng lỡ miệng. Lần sau đừng có bậy gì đó nha. Tội nghiệp nó. Từ trước tới giờ nó với Lý như hình với bóng. Bây giờ mỗi lần ai nhắc tới Lý cũng như nhắc nó vậy. Cũng phải, bà Hồng á là bà muốn ông Minh nè thế chỗ cho Lý. Sao sao? Thiệt. Hồi sáng này nè, ông Lâm chửi thề quá trời luôn. Ông không muốn đứa thế chỗ A Lý à? Không, ý ông Lâm á là muốn ông Hào về thế chỗ cho A Lý. Sao mấy người đó không chịu làm luôn đi hả? Cái đó là chuyện trên thiên đình, tôi với Trần Giang sao biết được. Nhưng mà cái vụ này tôi biết nè. Cái vụ này là trực tiếp ông Hùng, ông gọi điện thoại. Mày nói cái gì? Mày có chắc chắn là ông Hùng trực tiếp gọi điện thoại về xử lý vụ A Lý không? Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mà tôi nghe nói chắc chắn A Hải về. Mẹ. Sao vậy? A Hải thương A Lý lắm. Nói gì thì nói. Chúc mừng ông nha, ông lên chức rồi đó. Sao căng quá vậy? Căng gì đâu, cái mặt này là mặt đang cười. Tao đang cười mà. Thêm việc thì thêm trách nhiệm thôi. Nhưng mà để được như ổng á là tụi mình đừng có nằm mơ. Không, nhưng mà ngon là ông được lên quyền luôn rồi đó. Nghe nói A Lý được chia phần nhiều lắm, chúc mừng ông nha. Chia nhiều hả? Tao đã nói rồi, được như ổng hả, đừng có nằm mơ. Không, ông yên tâm đi. Thí dụ A Lý được 10 phần á thì ông cũng được 7 phần. Chúc mừng ông nha, chứ không phải như tôi bị sao mà căng quá vậy. Đi về. Hai ông về ha. Chào anh. Bảo trọng ngang. Chúc mừng ông Minh được tới chỗ A Lý ngang. Có ai hỏi lần cuối cùng gặp A Lý, nhớ đừng lộn nha ba. Biết rồi. Nói là sau khi sử dụng ợp xong là mình đi nhậu luôn chứ gì. Ai dính vô cái chuyện này cũng xui xẻo hết. Tao nhắc mày nè, nếu như bây giờ mày nhận hết công việc của A Lý thì không ai dám làm gì mày đâu. Bởi vì nếu như ai đụng tới mày thì ai sẽ làm việc đây? Thì công việc trôi chảy là quan trọng nhất mà. Đang gom hàng để chuyển đi. Đưa đây. Tiến. Thôi, nghe không? Chị hút hai tép rồi đó, hút nửa sống thuốc chết đó. Chết hay sống kệ tao, không có liên quan gì tới mày. Mày đưa thuốc cho tao. Đây. Thôi đi. Muốn hút thì phải đưa tiền. Chị đưa nhiêu đó thì hút nhiêu đó thôi. Mày không đưa thuốc cho tao hút, tao thề tao sẽ không bao giờ nhìn mặt của mày nữa. Chị Kiều. Mày đưa thuốc cho tao. Nhìn lên. Cái thằng này. Trời ơi, hai người khuyên bả coi. Bả tao hút chết hoài kìa. Ê, cái thằng khốn nạn. Tao chỉ mới hút, tao chưa có chết, nghe chưa? Nghe chưa? Đừng có dính vô mấy cái này nữa. Em thấy hồi đó tới giờ tụi anh làm, tụi anh có dính không hả? Lên giọng dạy đời tôi hả? Hả? Muốn làm người tốt cứu vãn đời con Kiều này hả? Đưa đây. Đưa đây. Em được chơi ma túy nữa. Đời của tôi có như thế nào cũng không có liên quan gì tới của anh, nghe rõ chưa? Tôi với anh chia tay nhau rồi có phải không? Cho nên đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa. Không, khốn nạn. Mày kia, đi đứng đây làm gì? Mày đi về trước đi. Đưa đây. Chị Kiều. Chị Kiều. Chị Kiều. Chị Kiều chết đó. Mày không cản được nó đâu. Hồi đó giờ nó không vậy mà.
chỗ này vắng, chắc đi chỗ khác quá mày. Ừ, vậy đi. Ê. Ê, đuôi hả? Muốn chết hả? Tôi không. Còn hàng không anh? Biển mày. Dạo này ở bên gì á, chắc bận rộn lắm không? Sáng giờ tao thấy ba chiếc xe cứu thương rồi đó. Mày không biết gì hết. Hôm qua bên hẻm số 13 có một thằng trên xe ke bị sốc thuốc chết. Sao giờ này chết nhiều quá vậy mày? Ê, khi nào mới tới lượt mày? Mày chết trước tao á. Tụi bay đang bàn tán chuyện gì vậy? Ở đâu tới chém người của mình, tiểu sao tụi tao không bàn tán? Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Thằng nào chém người tụi mình? Bình tĩnh. Tất cả hãy bình tĩnh. Chào đại ca. Đừng có nghe lời đồn mà hoang mang vô cớ như vậy. Lời đồn hoang mang vô cớ gì anh? Trời ơi, nè, anh coi hình đi. Nè, anh coi đi. Nó nói là nó sẽ tới đây. Nó sẽ giết thêm người của mình nếu như á nó không tìm được hung thủ giết em của nó. Đúng rồi đó anh. Vậy mình xử nó luôn đi anh. Đúng rồi đó anh, xử nó luôn đi anh. Không được. Không thể liều lĩnh làm như vậy được. Anh, tại sao mình không xử lý ông trước? Để lỡ mình không đề phòng, ông xử lý mình sao? Đúng rồi đó anh, đúng rồi đó anh. Đi anh. Bình tĩnh. Im lặng coi. Được rồi, chuyện này tao sẽ nhắc với ông Hùng, để ông Hùng nói với thằng A Hải. Còn việc mà bây giờ tao cần tụi bay làm là hãy chấn chỉnh lại mọi thứ để chuẩn bị cho chuyến hàng lần này, biết chưa? Dạ, dạ biết. Dạ. Dạ tụi em biết rồi. Bây giờ mà chấn chỉnh cái gì? A Lý có bao giờ báo trước cho tụi em chuyện gì đâu. Luôn luôn là báo trước nửa tiếng rồi là tụi em làm thôi. Mày đừng có xạo. Làm như vậy thì làm sao mà chạy kịp hàng hả? Thiệt mà anh, luôn luôn á là ông báo tụi em tới chỗ tập trung trước mấy ngày, tụi em phải quanh quẩn chỗ đó nằm vùng luôn đó. Tới chừng nào á mà ông có lệnh là tụi em đi liền. Nhiều lúc á mà ông báo trước 10 phút mà tụi em không đi kịp á là ông bỏ luôn đó anh. Vậy à? Dạ. Vậy là tao đang nói chuyện với những đứa đầu đất không đó hả? Hả? Thôi, chuyện này coi như là kết thúc, tao sẽ tính sau. Còn bây giờ tao muốn hỏi tụi bay một điều. Hôm thằng A Lý chết,
đứa nào gặp thằng Ali cuối cùng. Đứa nào? Nói tôi nghe. Anh đi lên với chị đi. Anh không ở trên đó với chị hả? Tụi anh chia tay nhau rồi, ngồi lại mất công không đành lòng. Vậy đồ quay lại nữa thì khổ. Anh không nỡ thấy chị vậy phải không? Cũng là lỗi tại anh. Tôi có nói là tại anh đâu. Tôi chỉ thấy là chị quá cô độc, cho nên chỉ biết bám víu vào anh thôi. Nhưng anh không làm chỗ dựa cho cô ấy được. Thì anh cứ làm như lúc trước, khi nào có chuyện thì anh hẳn hay. Không được. Em không thấy tâm trạng của mình dễ hay sao? Khi Ali bị giết, người ở bệnh viện nói chị kêu xuất viện rồi hả? Nhưng mà chị đang nằm mê man ở trên phòng á. Anh Kiệt, em cứ lên thăm đi, hai người chia tay rồi. Có chuyện gì vậy? Em có chuyện muốn nói với anh. Tội nghiệp nó thương chị Kiều lắm. Mấy bữa nay mà không có nó, em cũng không biết chị Kiều bị như vậy nữa. Đúng rồi, nó thương lắm mà, thương lâu rồi. Tình yêu mà, đâu cần phân biệt tuổi tác đâu, phải không cô? Có chuyện gì vậy em? Có chuyện này em phải phiền tới anh Kiệt. Tao với Kiều đã chia tay rồi. Nếu như mày thương Kiều thì chăm sóc cho cô ấy đàng hoàng đi. Chỉ có anh mới giúp được chị thôi. Không, tao nói dứt khoát rồi, đừng nói nhiều nữa. Không phải là chuyện tình cảm của anh với chị. Ông Lâm kêu em bắt chị Kiều về cho A Hải điều tra. Em làm gì vậy? Hả? Anh làm em hết hồn à? Tại sao chỉ xuống nhiều người anh? Thì cũng tại anh hết á. Tự nhiên cái em ra lệnh cho thằng Minh Dế lên thay Lý, làm thằng Lâm nổ khùng kìa. Thằng Lâm hả? Thằng Lâm không làm gì được em đâu. Anh còn nói nữa, nó kêu em cẩn trọng kìa. Nó hăm dọa em sao? Thì em chỉ lo xa thôi. Anh cũng nói với em, thằng này có máu điên mà, không biết khi nào nó lên cơn thì lúc đó em làm sao. Yên tâm đi, nó không làm gì được em đâu. Em vẫn chưa hiểu ý đồ của anh lắm. Tại sao cái thằng Minh Dế thay A Lý, trong khi rõ ràng anh khẳng định là anh đang nghi ngờ nó mà. Sau khi thằng A Lý chết, càng khẳng định thằng nội gián là thằng Minh Dế. Cái chết của thằng A Lý chắc chắn có kẻ ném đá vô tai, mà kẻ đó nhất định có liên quan tới thằng Minh. Bởi vì A Lý đã đưa thằng Minh vào vòng nghi vấn. Vậy sao anh còn thăng chức cho nó? Anh có biết là em phải lấp liếm dữ lắm, tụi thằng Lâm mới tin đây là lệnh của ông Trương Hùng đó.
Đó chỉ là chiêu khích tướng của anh. Ý anh muốn nói là chiêu khiêu khích thằng Lâm hả? Thằng Lâm là cái thằng muốn diệt Ali nhất. Bây giờ Ali chết, thằng Lâm là thằng muốn thu tóm tất cả quyền lực của thằng Ali vào tay của mình. Bây giờ anh dựng thằng Minh lên chỉ là kế sách nhất thời thôi. Thằng Minh thay Ali, chắc chắn thằng Lâm sẽ theo dõi. Nếu thằng Minh là nội gián, anh định cho ai lắp vào để thằng Lâm không thao túng hết quyền lực của băng nhóm này? Chuyện đó anh cũng đang suy nghĩ. Anh thấy thằng Kiệt thì sao? Thằng Kiệt? Tại sao là thằng Kiệt? Thằng Kiệt là đệ tử ruột của em từ lúc nào vậy? Đệ tử gì đâu anh. Tại em thấy nó có tài, cứ làm việc nào ra việc đó, nên em cất nhắc vậy thôi. Với lại nó nhỏ gian á, nó đỡ cho mình nhiều việc lắm. Thằng này thân thế chưa được rõ ràng lắm. Em đã cho người điều tra, có gì mà không rõ ràng hả anh? Chuyện đó tính sau đi. Hiện giờ anh phải lo đối phó với thằng A Hải. Vài bữa nó qua đây, nó quậy tung lên, làm hư bộ khơi đường chuyển của anh hết. Vậy thì cái chuyện điều tra nội gián với cái chết của thằng A Lý em sẽ giao cho thằng Lâm ha. Em cũng thâm độc lắm, sử dụng chiêu gấp lửa bỏ tay người. Thì cái này em học từ anh mà. Thiệt tình là nếu anh giao cho em điều tra thằng Minh, em không biết điều tra từ đâu nữa. Vậy thôi, khi gặp thằng Minh, em hỏi nó đúng một câu: lần cuối cùng nó gặp A Lý là ở đâu? Dạ, hôm qua chị Kiều ở nhà của tôi. Tao hỏi nó chứ không phải hỏi mày. Đứng dậy. Rồi, lem ló mày ở đâu hả? Rồi. Tưởng ai? Ông A Lý hả? Ông bị sao vậy? Thầy thuốc phải không? Bởi vậy những cái gì ông nói đều ngược lại trơn. Tao nói cái gì hả? Tao nói cái gì? Đêm đó ông gặp tôi ở ngoài hẻm, ông nói với tôi là anh Kiệt là người xứng đáng với tình yêu của tôi. Rồi bây giờ cuối cùng mọi thứ có ra cái con mẹ gì không? Ông còn nói là anh Kiệt bê đê, anh Kiệt yêu anh Minh, anh Kiệt bỏ tôi. Khốn nạn, ông biết cái con khỉ gì mà ông nói hả? Ông biết cái gì mà ông nói hả? Chuyện người ta không biết cái gì mà ông nói? Đừng có nghĩ cái mặt của ông á là A Lý rồi ông là đại ca rồi ông muốn nói ai cái gì là ông nói hả? Ông muốn nói cái gì là nói hả? Ông muốn nói gì là nói hả? Cái gì đó? Ông đây ở bệnh viện đang lên cơn thèm thuốc đó. Dạ, chị mới được bệnh viện thả về từ hôm nay thôi hả? Đổi nó ra ngoài đi. Cái gì? Tao cho hỏi nó xong mà. Hỏi gì nữa mà hỏi? Nhìn mặt mày mà kêu thằng Lý hỏi gì nữa mà hỏi? Nhanh lên, nhanh lên, đi đi. Khốn mày... nạn, khốn nạn. Để tao đứng lại coi. Mày làm cái gì vậy? Tức quá đi mà. Mày tức lên, mày muốn phá nát nhà tao hả? Mày còn tưởng tiện tàn sát đám đàn em của tao? Mày không có tao ra gì cả. Mày đó, hôm nay phải ba mặt một lời nói cho rõ đi. Nói cái gì? Mày làm như vậy đám đàn em tao sao nó phục hả? Có ngày nó đâm mày mất xác, tao không chịu trách nhiệm với ông Hùng đâu nha. Chuyện này à? Cái chuyện này à? Thằng Kiệt, thằng Nhí, ra ngoài đi, tụi tao nói chuyện riêng một chút. Dạ. Nhí à, dạ. Ông Hải về Việt Nam hồi nào vậy? À, nghe nói ông về hôm qua á. Bay từ Hồng Kông qua đây có 2 tiếng thôi mà. Không phải, ông phải nhảy tàu Hải Dương, tàu phạm quốc tế mà, đâu phải đi đứng bình thường như người ta được anh. Dạ alo em nghe. Dạ dạ dạ. Bà Hồng gọi ha anh. K
kêu chở A Hải về. Ủa, hành lý đâu? Sao không đi theo cậu? Hỏi liền, có lộ lạc gì đâu? Bôn tổ giang hồ, ta không lui miệng. Cô muối, lấy nước cho khách đi. Nè, hôm nay cậu có nắm rõ tình hình nội bộ không? Tôi nghe phong phanh là A Hải đã lỡ tay đánh chết nhiều đàn em của ông Lâm lắm. Ngoài chuyện đó ra, cậu còn thấy ai khả nghi trong vụ giết A Lý không? Không, mọi thứ cứ rối tung hết cả lên, cứ như rắn mất đầu vậy. Cậu phải để ý mọi thứ cho tôi nha. Tôi tin là tên nội gián vẫn chưa lộ diện đâu. Ủa, tôi tưởng thằng nội gián là tên Dũng ợp mà A Lý xử rồi chứ. Ai cũng tin là nó, nhưng sự thật không phải như vậy. Mày bình tĩnh, bình tĩnh đi. Ngồi xuống. Tình hình bây giờ tụi nhỏ như rắn mất đầu. Ngay giao hàng thì cần tiền, mà hàng thì chưa gom đủ. Bây giờ mà mày nóng nảy đi nữa, chỉ hư chuyện mà thôi. Sao không ai hiểu cho tôi? Sao không ai lạc bản thân của mình vào vị trí của tôi mà suy nghĩ? Nếu bà Hồng bị giết ông phải làm sao? Mày câm, mày không được nói bậy nghe. Tôi ví dụ vậy thôi. Như ông, ông sẽ làm gì? Tao hả? Nếu tôi bị giết chết thì anh Hùng sẽ bình tĩnh xử lý chuyện đại sự trước, sau đó mới đến thù riêng, kiếm người rửa hận cho tôi. Chuyện quan trọng bây giờ là cậu nên về Hồng Kông lo chuyện bên đó. Tôi với anh Hùng bên này lo chuyện chuyển hàng, đừng để kế hoạch chiếm trọn khu vực phân phối cuối năm bị thất bại. Bộ chuyện ông Hồng ở đây để lộ cho người ta biết hết rồi sao? Tụi tao đóng kịch giỏi như vậy sao mà lộ được? Thật chứ, sao nãy giờ tôi nghe hai người cứ nói ông Hùng này và ông Hồng lọ. Ê chà, chết chết em nha, sau này phải cẩn thận hơn nha. Dạ em xin lỗi. Ok, bây giờ trở lại vấn đề chính. Chừng nào mày về Hồng Kông? Ý ông muốn khi nào? Ngay bây giờ. Thiệt tình. Đưa nó về cẩn thận, nhớ kinh đạo. Anh em, em có giao chuyện thằng A Lý cho thằng Binh chưa? Dạ rồi, nó nhận liền. Mừng chết bỏ. Thằng nào cũng vậy, cứ mong chủ chết sớm để được lên chức. Không đâu, em thấy nó có vẻ đau khổ trước cái chết của A Lý lắm. Vậy sao? Anh tưởng chỉ có mình thằng Kiệt thôi chứ. Em có tin là sau 3 tháng mình tìm được thủ phạm giết chết A Lý không?
Chuyện đó làm sao biết được? Vậy tại sao hứa với thằng A Hải làm gì? Nếu em không hứa như vậy, làm sao nó chịu về Hồng Kông liền? Em cũng ma mảnh thiệt.